Dạ, mình bên vườn xanh tốt. Hôm nay mình tới cái vườn của khách hàng thì họ có một cái cách lấy mũ khá là sáng tạo. Thì em hỏi anh tên gì nhỉ? Bác À, anh tên Bắc. Dạ, cái địa chỉ mình ở đâu ta? ấp 8 xã Nghĩa Trung, huyện Dạ. Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Anh dùng áp khí là năm vừa rồi và anh chọn cái hình thức là dùng máng hướng mũ. Và anh làm thêm một cái máng ở đây để nó phụ Cái nó này nó kìa. tiện hơn, Dạ, nó tiện hơn. khoan bất kỳ đâu nó cũng chảy, nó giờ này đây Dạ. đỡ đỡ phải rồi. Thì cái này nếu mà anh làm bằng cách này thì cái cong cán của anh nó khi mà anh lấy mũ á thì nó nhanh không? Nhanh hơn nhiều, tóm lại là khoan cũng nhanh hơn, mà tóm lại là 400 cây của tôi là chỉ đi khoảng cỡ 40 phút thôi. Dạ, 40 phút là hết 40 400 phút, cây. nếu mà ai cá độ tôi chỉ đi 40 phút là Dạ. xong, là Thì ông mấy vợ chạy không kịp luôn á. Ý là mình đi khoan là vợ cứ ngửa tôm, bà cứ ngửa tôi cho tôi là được, Dạ. đúng 40 phút hai vợ chồng đi 400 cây. Thì cái còn cái làm cái đăng cái này anh thấy cái cong cán như thế nào, nó có cực hơn là cái làm truyền thống hay nó như cái thế cái nào? cái cái này là được, nếu mà là nó đỡ hơn cái truyền thống là cái chỗ là mình không cần phải thức khuya dậy sớm như kia, là 3-4 giờ chiều Dạ. là mình có thể đi Cái vườn anh về làm thường khoảng mấy giờ? 3:30 đến 4 giờ chiều À, dạ. là đi khoan. Sáng mũ nó có bị đông không Không, anh? À, bình thường là tới tới mấy giờ anh mới chút? thì tóm lại là cứ được 9-10 giờ đó, 9-10 giờ vẫn để chưa cho nó đông. chạy tối Dạ. đa mình lấy hết Thường anh mũ. để bao lâu thì nó mới đông? Em có 5 giờ Ví sáng. dụ, ví dụ. Chưa, tóm lại là chưa thấy nó đông ở tô qua, À. hoặc là cứ đi chút là bán thì ngửa tô Dạ. lại, ý Cái là lúc mà anh không chút ngại. trễ nhất mà nó vẫn chưa đông là Vẫn hả? không có đông, chưa có À. bị đông qua. À, chứ, cái vườn anh chưa bao giờ. Chỉ có mùa, Dạ. khô ấy, là nó gió gió là nó bị đông mặt đấy, là À. có, chứ còn mình thập lụng cái lớp màng là Dạ. nó vẫn có mùa. Thì anh thấy cái về năng suất của cái phương pháp này anh thấy như thế nào, năng suất mà năng suất mũ á? Năng suất mũ là thường thường như tôi trước là cạo theo kiểu truyền thống á, là 1 tháng tôi được 2 tấn mũ, Dạ. rồi tôi làm theo cách này là tháng đầu tiên đây 2 tấn 7, 2 tháng 7 ừ, còn năm nay tháng thứ hai tấn 2. bảy rồi tháng thứ hai là ý là giờ nắp chốt đó, tôi để Dạ. 2 tháng À. là tôi mới rời, nhưng mà tháng thứ hai là tại vì lâu quá không rời là nó còn 2 tấn 3 Dạ, còn qua tháng đó, thứ xong 3. tháng thứ ba nó lại lên 2 tấn rưỡi Dạ. đó. À, là trung bình là 2 tấn rưỡi, Đó là tính ra là nó ừ. sẽ tăng được tầm khoảng 2 tấn 7, 2 tấn rưỡi, tăng tầm khoảng 30%. Đúng rồi. Dạ, thì cũng đúng. Thì nếu mà mình lấy D3 mà nó tăng mũ gấp đôi so với D2 thì mà D3 thì nó tính ra nó quy nó tương ứng nó tăng hơn cái 50%. Thì quy lại 1 tháng thì nó tăng tầm khoảng 30%. Dạ. Nhưng mà bà con nếu mà cứ làm là cứ áp dụng theo làm, nếu mà thích thì hai bên hai miếng này là cứ khoan là nó chảy Dạ. xuống là Nó tốt nhất, khỏe cái luôn. này không cần rời đâu cả. Dạ, cái này nếu mà che mưa kết hợp ni lông và Đúng dán là ok là luôn. làm rộng ra tới đây Dạ. là ăn hết nguyên bằng nó Dạ, sáng là che là xong, mưa là mưa là lấy thoải mái. chứ không cần dời cái miếng này nữa. Cái miếng này là làm sao nó đừng có giò đáy Dạ. là ok, cứ chảy Dạ. xuống tô rồi. Năm nay anh làm được bao nhiêu phần trăm cái vườn cây của mình về cái áp khí? Hết luôn à, tóm lại là 900 cây À. ra làm sạch luôn này. À, 900 cây làm Đâu sạch luôn, 900 cây. có chờ cây nào, À, ý ủa vậy là là 900 cây là một tháng là được là 2 tấn 7. hồi xưa cạo kia là chỉ được tấn 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 8 mấy hoặc tấn 9, có khi Dạ. là tháng là gần 2 tấn thôi, nhưng mà tôi cho nó là 2 tấn. Dạ. Đó. À, cái vườn cây anh lên lá anh thấy nó như thế nào? Lá thì thấy mấy người cạo truyền thống là nói là của tôi đẹp hơn mấy người cạo truyền thống rồi đó. Dạ. Bây giờ Có bị dính sương muối không anh? chung muối thì gọi là giống nhau, tóm lại là nhưng mà của mình là nó vẫn gọi là rậm hơn, Dạ. tóm lại cái vườn của mình là rậm lá hơn. Thì có mấy người không làm á, mấy người nó lên tự nói vườn mình đấy, chứ mình cũng chẳng có bảo cái gì, Là ai họ cũng nói khen vườn thôi. anh là lá tốt hơn Người là ta vườn họ. tự nói là vườn lá là đẹp hơn người ta thôi, Dạ. mấy người đấy thăm vườn người ta nói vậy thôi. Cái phương pháp này lúc đầu anh áp dụng anh có lo ngại gì không? Lúc đầu. Thì lúc đầu cũng trên YouTube này nói này nọ thì mình cũng gọi là cạo ấy, thì cũng nghe nói đấy, mình làm là cũng hiệu quả thật, Dạ. Anh thấy quả tức thì luôn. làm đơn giản không? Đơn giản. Anh nghĩ là cái này thì nếu mà người ta không cần hướng dẫn, người ta làm theo những cái tài liệu hướng dẫn kèm theo trong tài liệu kỹ thuật kèm theo trong 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 sản phẩm thì người ta làm được Thì vẫn cứ làm được, thì lúc đầu không? tôi thì cũng cũng vẫn cứ hướng dẫn theo cái hướng dẫn đến kia mà Dạ. làm thôi, thì mình tự làm ấy, mình cảm thấy cái cách nào mà mình là dân 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 làm nông mà, cái cách Dạ. nào cảm thấy nó dễ làm thì mình tự phát minh ra mình làm theo, Dạ. còn cái khí là nó cố định rồi, Dạ. tóm lại là mình bơm hay mình gì đó là do mình rồi, còn những cái dụng cụ mà để mà làm này này thì là Dạ. mình tự thấy cái nào dễ thì mình làm Dạ. thôi.
Thì nếu như cái này thì khoảng bao lâu anh lấy lại vốn? Thì nếu mà lấy lại vốn thì nếu mà 900 cây của đây là đầu tư hết chục triệu, hơn chục triệu chút. Thì nếu mà thì cứ quy ra thì 30%. Thì chẳng hạn như là một tấn thì cho nó là thành tấn 2, tấn 3 đó, thì lên 3 tạ mũ thì đó, thì cũng có tiền. Có nghĩa thì là mình cứ trừ cái cũ đi thì mình lấy cái mới là đó. Tính ra là cái công là nó được cái công thì công mình làm nó được lợi thêm được cái công, và nó tăng thêm cái năng suất là tầm khoảng 700 kg một tháng. 500 đến 700 kg một tháng, thì cái tiền đó là nó sẽ nó sẽ bù vô cái tiền mà trang bị thiết bị, và đồng thời là cái này anh lấy mũ có mũ liền sau cái dăm đầu tiên luôn. Đúng, có mũ liền, mũ nhiều luôn. Dạ. Nên là mũ nhiều luôn. Nhưng mà bà con nếu mà có áp dụng nó thì nên làm cái cách này thì cũng hiệu quả, tại vì tôi làm trước rồi. Người ta có hay tin đồn làm này bị khô miệng, anh thấy là vườn cây của anh có cây nào bị khô miệng sau khi áp dụng này không? Thì làm được mấy tháng thì chuẩn bị bước tới mùa mưa thì mới làm tiếp, thì bây giờ là chưa có gì đó. Bây giờ hiện tại là thấy bình thường đó, mà lá thì nó là bình thường. Nó không là bình thường. Cái giữa hai lỗ khoan thì nó vẫn tiếng mổ vẫn bình thường đúng không anh? Bình thường, gọi là rồi khoan cứ cách nhau phần vậy đó. Là nó không bị nứt, nếu mà vậy thì nó không bị nứt. Để cho nó phân đừng có cái san nhau quá, sau này nó kiểu như nó thông qua nó ấy, nhiều máy lệch nhá là nó om vào cái trong này, nó gần nhau quá nó tác động cả hai cái nó. Vậy nếu vậy anh rút kinh nghiệm anh làm tốt. Cứ một phần này là nó đỡ gần nhau. Có nhiều vườn họ làm sát quá thì nó bị cái tình trạng nứt. Cái chỗ này có thể nó lòi ra. Nó gần nhau quá. Tại vì nhiều khi mình ngoáy cái thẳng cái ấy gì đâu hơi xéo là nó sắp đụng nhau rồi. Thì mình khoan thì cũng chỉ kịch cái là vừa tới mình nhút ra, nhưng mà nó hơi xéo rồi, cái này hơi xéo chứ nó chả hai cái này nó ấy thì gọi là nó hai lỗ nó cũng giống như là trong xương nó phạm rồi. Nhưng mà mình không biết. Tại vì mình hơi đâm xéo chứ không phải để xéo nên là nó gần nhau. Đúng rồi. Nó dễ bị không hai cái đó. Dạ, cái vườn này là anh áp khí anh có bỏ phân thêm không? Chưa có bỏ phân luôn. Áp khí có mấy tháng cuối này là chưa có bỏ phân luôn, có kịp bỏ đâu. Là từ đó đến lúc làm đến giờ năm ngoái giờ năm, anh 2 năm nay là không bỏ rồi, năm ngoái năm kia không bỏ. Năm ngoái anh áp khí đến giờ là anh cũng không bỏ luôn. Không bỏ luôn. Dạ. Nếu ăn chay là 2 năm rồi. Dạ, vậy lá lên cũng là tốt. Thành Phật rồi. Cái sản phẩm bên em á là bên vườn xanh tốt, cái nắp chóp có cái logo đáy mũ bằng khí.com á, anh xài có cái túi khí nào bị xì hay là bị hư hỏng vậy? Xì là tôi chưa thấy bị một cái túi nào cả, nhưng mà chỉ có đóng cái này là đóng cái nắp này là không kín nữa là nó xì đâu. Còn cái túi mà bị lủng bị xì ở túi ra là chưa có. Chưa có rồi. 900 cây của anh là chưa có một cái túi nào gọi là trường hợp là bị xì. Còn cái nắp chóp, cái phần kim loại nó có bị rỉ sét hay gì không? Không bị cái nào luôn. Dạ. Là cái nắp đó đó. Chỉ có là mấy cái nhánh nó rớt chúng, nhưng mà cái... Rớt chúng vô cái nằm nó... Có thể là nó bị rỉ. Cái đó thôi. Dạ, ok. Còn xì túi khí là không có, chỉ có xì cái này thôi. Dạ. Nó không kín là xì. Rồi, em xin cảm ơn anh. Dạ, em chào anh.